Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Nhường cơ hội cho bạn. Hinton là ông trùm trong ngành khách sạn của nước Mỹ. Ông được sinh ra trong một trấn nhỏ ở San Antonio, New Mexico vào năm 1887. Để nuôi cả gia đình, cha mẹ ông đều phải đi sớm về muộn, nhưng cuộc sống vẫn rất túng thiếu. Thuở nhỏ, cậu bé Hinton không những đảm đương nhiều việc trong nhà, mà còn nghĩ đủ mọi cách làm những công việc lặt vặt để kiếm tiền. Láng giềng xung quanh đều thích cậu bé siêng năng chăm chỉ này. Có đôi lúc, họ để một số việc như cắt cỏ cho cậu bé làm. Bãi cỏ nhà chú lại cần phải cắt tỉa rồi. Chú đợi con tới đó nha. Thiệt ngại quá à. Tay của con bị thương rồi, không làm việc được nữa. Có điều con biết một người làm nhanh hơn và tốt hơn con đó ạ. Công việc gì thế hả, Hinton? Chú John đây đang cần một người cắt cỏ. Dạ, nhất định con sẽ làm việc chăm chỉ ạ. Vài ngày sau. À ha, con đây rồi. Cậu bé siêng năng chăm chỉ. Mau lại giúp chú một tay nào. Việc này ít nhất phải mất 3 ngày mới xong đó. Đây, phải ăn no đã rồi mới làm việc được. Bánh vừa mới ra lò, thơm lắm đó con ạ. Thiệt ngại quá, vết thương của con vẫn chưa lành, vẫn chưa thể làm việc được đâu chú ạ. À. Con chào chú nha, bạn con nhất định sẽ làm tốt mọi việc chú giao. Nè, có vẻ như ông bà quá bận rộn để dành thời gian quan tâm cậu con trai của mình thì phải. Mấy bữa nay cậu bé bị thương, phải băng bó tay như thế. Mà sao ông bà không đưa cháu nó đi bệnh viện khám cho yên tâm? Hồi nãy nó còn giúp tôi rửa chén mà. Đâu có nhìn thấy tay nó bị thương đâu. Hinton, ra đây cha bảo. Chú John vừa qua chơi ạ. Làm gì có vết thương nào trên tay thằng bé? Hinton, rốt cuộc chuyện này là như thế nào hả con? Dạ, cha của Mike mất rồi. Mẹ cậu ấy cũng không còn làm việc nữa. Mấy ngày nay cậu ấy và em gái chưa được ăn no rồi. Cậu ấy cần tiền hơn con. Một cậu bé mới 10 tuổi giả bộ bị thương, thì ra là để giúp đỡ cho người cần sự giúp đỡ hơn. Thiệt đáng khâm phục. Sau này khi Hinton trở thành ông trùm khách sạn, mỗi lần họp với nhân viên mới, ông đều kể lại câu chuyện lúc nhỏ của mình và nói: trên thế giới này luôn có những người khó khăn hơn chúng ta. Bất kể lúc nào cũng không được quên giúp đỡ người khác. Không nên sợ phải cho đi, bởi vì sẽ có một ngày bạn sẽ nhận lại được nhiều thứ tốt đẹp hơn. Giống như John, người hàng xóm cũ của tôi, đã giúp đỡ tôi rất nhiều vào thời khắc quan trọng, thời khắc tôi cần sự giúp đỡ nhất.